Từ ngày 14 tháng 10, Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch sởi hoàn toàn miễn phí trên địa bàn thành phố năm 2024. Ngay khi nhận được thông tin, chị Nguyễn Hải Yến ở Đống Đa, Hà Nội đã đưa con tới trạm y tế phường để được tư vấn và tiêm phòng. Việc con được tiêm phòng kịp thời giúp chị Yến cùng nhiều bậc phụ huynh khác yên tâm hơn khi các bệnh truyền nhiễm đang vào mùa. Bé nhà mình được gần 2 tuổi rồi, thì ngày bé thì bạn cũng hơi có ốm yếu ý, thì mình cũng chưa cho cháu tiêm sởi mũi nào, bây giờ bạn ấy cũng cứng cáp hơn rồi, mình cho cháu đi tiêm. Hôm nay đến khám thì bác sĩ có dặn là tiêm mũi đầu tiên xong thì khoảng sau 6 tháng sau thì các bác cho cháu đi tiêm lại mũi, nhắc lại mũi thứ hai để đảm bảo đầy đủ hệ miễn dịch cho các năm sau của cháu. Hôm nay mình tới tiêm thì các bác sĩ tư vấn khá là chu đáo, tận tình và rất là nhẹ nhàng, kiểu là hướng dẫn mình kỹ lắm luôn đấy. Trước đó thì bé nhà mình tiêm một mũi ở bên VNVC, thì sau khi tiêm mũi thứ hai thì mình rất là yên tâm luôn. Ngay sau khi phát động chiến dịch tiêm sởi tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều địa phương đã khẩn trương rà soát số lượng trẻ cần tiêm chủng, xây dựng các kế hoạch, tập huấn chiến dịch tiêm tới các trạm y tế trên địa bàn. Ghi nhận tại quận Đống Đa, trong chiến dịch tiêm lần này, quận có khoảng hơn 1.000 trẻ từ 1 đến 5 tuổi được tiêm vaccine sởi, giúp trẻ có hàng rào miễn dịch phòng bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, từ đó tạo ra miễn dịch cộng đồng. Trong buổi tiêm hôm nay thì trạm mình phân công là có 11 nhân sự. Hôm nay vẫn có một số bạn là chưa được tiêm bất kỳ một mũi nào đến đây. Và mình cũng đã cho chỉ định là tiêm vaccine sởi kép luôn. Vaccine sởi kép này thì nó sẽ tạo miễn dịch cho các bé để phòng lại bệnh sởi và bệnh rubella. Trong ngày 14 tháng 10 thì Trung tâm Y tế quận cũng đã tổ chức được 3 điểm tiêm tại 3 phường. Đó là phường Ngã Tư Sở, phường Thổ Quan và phường Láng Thượng. Và trong ngày đầu tiên tiêm thì chúng tôi đã tiêm được 130 trẻ trên tổng số 150 trẻ của 3 phường. Và trong tuần này thì chúng tôi sau khi tiêm tại 21 phường thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát những trẻ chưa ra tiêm để tiếp tục tổ chức tiêm vét trong cái tuần từ 21 đến 30 tháng 10. Với cái chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi này thì chúng tôi hy vọng là khi kết thúc chiến dịch chúng tôi sẽ đạt được trên 95% số trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi được tiêm, được bao phủ vaccine sởi theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế. Và với cái tình hình mà tổ chức tiêm như này thì khả năng là cái dịch sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được khống chế và không bùng phát. Dự kiến trong đợt tiêm vaccine sởi năm 2024, địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có từ 70.000 đến 100.000 trẻ được tiêm chủng bổ sung nhằm hạn chế tối đa số ca mắc sởi trên địa bàn thủ đô.